Trong đêm nay, tình trạng ít đến quang mây lại duy trì tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Do đó mà nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này sẽ giảm khoảng từ 2 đến 4 độ so với đêm ngày hôm qua và chỉ phổ biến trong khoảng là từ 11 đến 13 độ, vùng núi là từ 7 đến 10 độ, trời rét buốt. Sang đến ngày mai, do nắng xuất hiện từ sớm nên nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ lại nhanh chóng tăng lên và dao động trong khoảng là từ 20 cho đến 23 độ. Đới gió đông bắc từ khối không khí lạnh kết hợp với địa hình tiếp tục gây mưa rải rác cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực này cũng phổ biến trong khoảng là từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Trung Bộ, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lượng không đáng kể, nên nhiệt độ ngày mai tại khu vực này có phần cao hơn và dao động trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Trở vào với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực này vẫn có thời tiết tốt với đêm không mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai tại Tây Nguyên duy trì trong khoảng là từ 27 đến 29 độ và tại Nam Bộ là từ 28 đến 30 độ. Ở trên biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, ngày nắng giáo, gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn quần đảo Trường Sa thì có mưa rông, kèm lốc xoáy và gió đông bắc hoạt động với cường độ là cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.